Ngày 9 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một bị can đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, thủ đoạn của đối tượng là lập Facebook mạo danh rồi đăng tải bài viết, video sai sự thật, xuyên tạc hình ảnh danh dự của bị hại, từ đó gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản đối tượng vừa bị bắt là Nguyễn Thành Trung, 20 tuổi, trú tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trước đó qua tìm hiểu trên mạng xã hội, đối tượng biết bị hại là người đang có địa vị trong xã hội trên địa bàn, đã lập tài khoản Facebook sống với tài khoản Facebook của bị hại và tạo Gmail có tên của bị hại, rồi dùng Gmail này đăng ký tài khoản Facebook, lấy hình ảnh và các thông tin liên quan đến bị hại làm hồ sơ cá nhân cho tài khoản Facebook mạo danh. Đối tượng dùng Facebook mạo danh đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép, chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, tuyên truyền nói xấu đảng nhà nước mục đích làm xấu hình ảnh danh dự của bị hại gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản đối tượng đe dọa nếu muốn xóa tài khoản facebook giả mạo này bị hại phải chuyển số tiền hơn hai trăm triệu đồng đối tượng bị bắt khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt số tiền hơn năm mươi triệu đồng của bị hại vụ việc hiện đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình tiếp tục điều tra làm rõ